Xin chào, có lẽ các bạn đã nghe về Bitcoin, được gọi là đồng tiền kỹ thuật số có giá trị lớn nhất thế giới. Một Bitcoin ở thời điểm cao nhất có giá tới gần 20.000 đô la, tức là khoảng 460 triệu Việt Nam đồng. Và Bitcoin được sinh ra và lớn lên là nhờ một nền tảng công nghệ có tên là blockchain. Giống như khi người ta tạo ra được lửa thì có thể dùng lửa để làm rất nhiều thứ, trong đó có đốt rừng. Thì khi người ta nghĩ ra blockchain, họ cũng đã dùng nó tạo ra rất nhiều thứ, ví dụ tiền điện tử Bitcoin. Vậy blockchain là gì? Nó có gì mà được gọi là phát minh làm thay đổi nhân loại? Trong video này chúng ta sẽ cùng xem nhé. Blockchain, bản thân nó đã có nghĩa là chuỗi các khối. Block là khối, chain là chuỗi. Chuỗi khối là thế nào? Nghe có vẻ hơi lằng ngoằng. Các bạn chỉ cần hiểu thế này. Công nghệ chuỗi các khối hoạt động theo nguyên tắc dựa trên một chuỗi dài có gắn các khối vào nhau. Giống như bạn nắm tay người yêu bạn lại nắm tay thằng khác lại nắm tay con nọ. Cứ như vậy thành một chuỗi thật dài và mỗi người trong đó là một khối được kết nối với nhau bằng tay. Tuy nhiên, để hiểu blockchain, chúng ta sẽ thay đổi một chút. Bạn hãy tưởng tượng tất cả con người trong cái chuỗi lúc nãy biến thành các khối hộp vuông. Trong mỗi khối này sẽ chứa những thông tin được cập nhật theo thời gian. Ví dụ như khi giao dịch Bitcoin, thông tin về giao dịch của bạn và tất cả mọi người sẽ được lưu trên các khối. Điều này thì cũng chưa có gì đặc biệt, bởi vì mọi ngân hàng thì đều lưu lại lịch sử giao dịch của người dùng. Nhưng có một điều đặc biệt làm nên sự kỳ diệu của blockchain. Đó là chuỗi các khối này không chỉ được lưu lại trên máy chủ như của ngân hàng, mà nó được tự động sao lưu đến tất cả máy tính có kết nối vào hệ thống blockchain. Nghĩa là dữ liệu của blockchain sẽ được lưu lại ở tất cả các máy trong mạng kết nối. Điều đó sẽ dẫn đến việc rất khó hoặc gần như là không thể chỉnh sửa được thông tin trong mỗi khối của blockchain. Bởi vì công nghệ blockchain không cho phép chỉnh sửa. Còn ông nào cao siêu có thể tìm ra lỗ hổng và sửa được nội dung trong khối thì cũng không thể chỉnh sửa được ở tất cả các máy trên thế giới. Giống như những gì đã xảy ra trong lịch sử thì chúng ta không thể quay lại quá khứ để sửa nó được. Mà giá như mọi diễn biến trên thế giới từ trước đến nay đều được ghi vào blockchain thì có lẽ bây giờ chẳng ai lại đi tranh cãi về việc lịch sử viết đúng hay sai, có viết theo định hướng của người chiến thắng hay không. Và cũng vì dữ liệu được nhân bản tự động đến tất cả máy tính và không thể chỉnh sửa, nên mọi giao dịch đều được công khai, minh bạch và cực kỳ đáng tin. Ai cũng có thể theo dõi những giao dịch này, vậy nên chẳng ai có thể nói dối được ai. Vấn đề là nếu mọi thứ được ghi vào blockchain đều không thể chỉnh sửa, vậy thì ai là người có quyền ghi vào blockchain và ai sẽ xác minh rằng những gì được ghi vào là đúng? Người nghĩ ra blockchain rất thông minh, họ đã có giải pháp rất hoàn hảo cho vấn đề này như sau. Khi các thông tin mới được tạo ra, ví dụ như thông tin giao dịch chuyển tiền Bitcoin, thì cũng sẽ tạo ra một khối mới để ghi những thông tin đó. Muốn tạo ra khối mới này, máy tính phải giải được một bài toán do hệ thống blockchain đưa ra. Tất cả máy trong mạng lưới sẽ cùng tham gia. Máy nào nhanh có kết quả đầu tiên sẽ được gửi kết quả đó cho tất cả các máy còn lại kiểm tra. Nếu đúng thì máy này có quyền tạo ra khối mới, ghi thông tin giao dịch. Giống như họp làng, nếu quyết định một việc nào đó, một người sẽ đưa ra ý kiến và hỏi mọi người. Nếu tất cả mọi người cùng đồng ý, thì quyết định đó sẽ được thông qua và ghi vào sổ theo dõi của làng. Với blockchain, các máy tính thông qua thì sẽ cho phép tạo khối mới ghi vào chuỗi. Khi chuỗi mới được tạo ra, nó đồng thời được cấp một mã số của nó. Mã này được tạo ra dựa vào mã của khối trước. Đây chính là điều khiến cho các khối mặc dù chẳng nằm gần nhau nhưng lại liên kết chặt chẽ với nhau theo thứ tự thành một chuỗi. Nó giống như dây xích vô hình gắn kết các khối vậy. Đó là lý do tại sao người ta gọi là chuỗi. Mỗi khối luôn kết nối với một khối trước và một khối sau. Không bao giờ có thể tạo ra một khối giả để đưa vào chuỗi blockchain này được. Điều đó khiến cho blockchain cực kỳ bảo mật và rất khó để bị hack. Như vậy bạn thấy, blockchain giống như một cuốn sổ cái được lưu tại tất cả các máy trên mạng lưới. Ai cũng có thể theo dõi bất kỳ giao dịch nào, vậy nên nó công khai, minh bạch và cực kỳ đáng tin. Cuốn sổ này cũng không thể chỉnh sửa, không phải ai thích viết gì vào sổ thì viết. Muốn viết thì phải được xác thực bởi toàn bộ hệ thống máy tính, kết nối vào một mạng với một bài toán siêu khó. Mà mỗi trang giấy trong cuốn sổ đều có liên kết chặt chẽ với nhau, không thể xé đi cũng không thể thêm vào một trang giả được. Chính vì vậy, blockchain là cuốn sổ ghi lại những sự thật mãi mãi, ứng dụng vô cùng lớn trong đời sống hàng ngày. Ước gì lịch sử cũng được viết vào blockchain thì con cháu đời sau sẽ luôn biết được mọi sự thật. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.